nay thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, cúng ông công ông táo trong cuộc sống tâm linh của người Việt được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Dù cúng ông công ông táo được xem là tục lệ bao đời, nhưng không phải gia đình nào cũng nắm được chính xác về quy trình và phong tục lễ truyền thống. Đặc biệt có 5 điều kiêng kỵ trong lễ cúng ông công ông táo để tránh vận đen, mất tài lộc cả năm, không phải gia chủ nào cũng biết. Những sai lầm tuyệt đối không mắc phải đó là gì? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Cúng tiền âm phủ. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cho rằng khi cúng ông công ông táo, gia chủ tuyệt đối không đốt tiền âm phủ vì ông công ông táo là thần tiên, không phải là vong hồn người âm. Ngoài ra trong dịp này, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng mua vàng mã về đốt. Họ tin rằng dâng mâm cao cỗ đầy sẽ được táo quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Tuy nhiên điều này không chỉ gây tốn kém tiền của, không có lợi ích mà còn ảnh hưởng đến môi trường. 2. Lễ vật càng nhiều càng tốt. Trả lời báo chí, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Lâm Biển cho rằng mâm cỗ cúng ông công ông táo không cần quá cầu kỳ, miễn sao thể hiện sự thành tâm của gia chủ với các vị thần cai quản đất đai và thần cai quản nhà bếp. Lễ vật chuẩn bị bao gồm cá chép, gà luộc, xôi hoặc bánh chưng, bát canh, đĩa xào, đĩa hoa quả, tiền vàng, trầu cau, nước, rượu, trà. Những lễ vật chỉ là một phần, quan trọng là sự thành tâm, kính cẩn khi hành lễ. Hiện có gia đình đốt nhiều vàng mã, có cả điện thoại iPhone, giấy, xe ô tô, giấy, sắm cá chép quý, đắt tiền với hy vọng lễ Phật càng nhiều thì càng thiêng. Nhà nghiên cứu Trần Lâm Biển cho rằng, việc làm này không chỉ tốn kém tiền của mà còn ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống. 3. Lễ cúng sau 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Cúng ông công ông táo có thể tiến hành trước ngày 23 tháng Chạp, không cần đúng ngày, miễn sao gia chủ thành tâm và báo cáo với táo quân về mọi việc. Tuy nhiên lễ cúng cần hoàn tất trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Theo quan niệm dân gian, thiên đình sẽ đóng cửa sau 12 giờ trưa. Nếu tiến hành lễ cúng quá muộn, thả cá sau 12 giờ trưa, táo quân sẽ không kịp giờ lên cõi trên báo cáo với Ngọc Hoàng. 4. Đặt mâm cúng dưới bếp. Trong quan niệm của người Việt, ông công là thần thổ công, vị thần cai quản đất đai trong nhà và cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà. Còn ông táo là 2-3 vị đầu sau trông coi việc bếp núc nên sẽ được cúng ở dưới bếp. Tuy nhiên thực tế, việc cúng như thế này là không đúng với phong tục và quy tắc truyền thống lâu đời của dân tộc. Theo truyền thống, tất cả những vị này đều cần được thờ phụng trên bàn thờ chính của gia đình. Nếu như bàn thờ táo quân đặt ở gần bếp thì thực hiện nghi lễ cúng tại bàn thờ này. Còn trường hợp gia đình không có bàn thờ riêng thì phải thắp hương tại bàn thờ thần linh hoặc gia tiên, chứ tuyệt đối không nên cúng và đặt đồ lễ ở dưới bếp. Mâm cỗ cúng 23 tháng Chạp cần được thực hiện ở nơi sạch sẽ và trang nghiêm nhất trong nhà. Ngoài ra trong ngày cúng ông công ông táo, bạn lưu ý nên bật bếp lên để có ngọn lửa cháy rực, bày mâm cỗ để huề để tỏ lòng muốn gia đình có được sự ấm no trong cả năm mới. 5. Khấn xin tài lộc sung túc cả năm. Trên thực tế, rất nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của ngày cúng ông công ông táo mà bày tỏ nguyện vọng của mình là một cách quá tham lam. Lễ cúng ông công ông táo vào 23 tháng Chạp thực chất chỉ mang ý nghĩa cúng ông công ông táo về trời để báo cáo việc lớn nhỏ trong năm của gia đình với thiên đình. Chính vì thế, việc cầu tài lộc sung túc là không nên, các gia chủ chỉ nên khấn xin táo báo cáo những điều tốt đẹp trong năm. 6. Ném cá chép từ trên cao xuống. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiền, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sinh cá đúng cách mang ý nghĩa công đức rất lớn, tín ngưỡng phóng sinh cá vàng trong ngày cúng lễ. Ông công ông táo đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Hầu hết các gia đình đều mua cá vàng còn sống để cúng và thả xuống sông, hồ với mong muốn các vị táo quân có phương tiện để bay về trời. Tuy nhiên người dân nên chú ý khi thả cá nên dùng tay từ từ nghiêng miệng, túi ni lông hoặc là đổ đựng cá xuống nước để cá tự bơi xa. Nếu không ta đặt cá vào lòng bàn tay, thả nhẹ nhàng xuống nước. Thao tác nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn tuyệt đối, không đứng ở thành cầu hay các điểm trên cao ném cá xuống, hành động đó rất xấu xí và cá thả xuống có thể không sống được. Người dân cũng không nên phóng sinh cá ở môi trường bị ô nhiễm vì cá sẽ ít có cơ hội sống sót. Quý vị và các bạn thân mến, khi cúng ông công ông táo có những đại kỵ quý vị không nên phạm phải, kẻo dễ hao tài tán lộc, vợ chồng lục đục. Bên cạnh những cấm kỵ trên, việc thắp hương loại hoa quả gì cũng cần chú ý. Nhiều gia chủ vô tình phạm vào lỗi phong thủy này khiến thần linh của trách, tiền vàng đội nón ra đi.
Để biết những loại quả cấm kỵ này là gì, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. 1. Hoa quả già. Theo các chuyên gia phong thủy thì ngoài những đồ vật cúng như các món mặn thì hoa quả là thứ không thể thiếu trong lễ cúng ngày mùng 1. Nhưng có một điều bạn cần lưu ý là nhất định không được dùng hoa quả giả để thắp hương bởi nó thể hiện sự lừa dối đối với bề trên thánh thần, không thể hiện được tấm lòng thành kính của gia chủ. 2. Hoa quả đã chín nẫu. Khi thắp hương ông táo, bạn cần lựa chọn những quả còn tươi nguyên, không nên chọn những loại hoa quả quá chín, thường rất dễ hỏng. Khi bạn chọn hoa quả chín quá, có khi để trên bàn thờ sẽ khiến ruồi nhặng bu vào, làm ảnh hưởng tới sự linh thiêng, làm ô uế nơi thờ cúng. Bạn nên cần tuyệt đối cấm kỵ. 3. Không thắp quả có gai nhọn. Khi thắp hương tổ tiên, thần tài hay ông táo, bạn không nên lựa chọn những loại quả có gai nhọn, tượng trưng cho sự đau đớn, gai góc bởi nó dễ mang lại sự không may cho gia chủ. Vì vậy, bạn nên tránh các loại quả như mít, sầu riêng. Khi thờ cúng, kẻo lại làm ảnh hưởng tới sự bình an của gia chủ, mất lộc lá, khó yên ổn trong mọi việc. 4. Hoa quả mọc sát đất. Khi thắp hương cúng ngày rằm hay mùng 1 ngày táo về trời, bạn không nên chọn các loại quả mọc sát đất để thờ vì nó có cảm giác không thông thoáng. Bạn hãy chọn những loại quả ở trên cây, ở cao, sẽ thể hiện một không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng, như thả giúp gia đình cảm thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi. Gợi ý các loại trái cây dùng để cúng ông công ông táo. Có rất nhiều loại hoa quả nhưng không phải loại hoa quả nào bạn cũng có thể dùng để cúng ông công ông táo. Bạn có thể kết hợp nhiều loại quả với nhau để tạo thành một mâm ngũ quả hoặc có thể bày xin lẻ các loại quả. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn về các loại hoa quả nên cúng để đón may mắn, tài lộc và bình an theo từng vùng miền khác nhau. Miền Bắc. Người dân miền Bắc thường dùng các loại hoa quả sau để làm thành mâm ngũ quả như chuối, bưởi, phật thủ, cam, quýt, táo, lê, xoài, nho, thanh long. Miền Trung, vì khí hậu miền Trung khắc nghiệt hơn miền Bắc và miền Nam nên hoa quả cũng có phần ít hơn và hoa quả họ dùng để cúng thường là những loại hoa quả có sẵn của vùng miền, vì vậy nên không có quy tắc nào cho mâm ngũ quả của miền Trung. Tuy nhiên, bạn sẽ hay thấy những loại quả sau trong mâm ngũ quả cùng ông táo, đó là chuối, thanh long, mãng cầu, dứa, cam, quýt. Miền Nam, người miền Nam lại bày mâm ngũ quả gồm những quả như sau: mãng cầu, đu đủ, xoài, dứa, nho. Khác với miền Bắc và miền Trung, trong miền Nam lại kiêng kỵ một số loại trái cây do tên gọi của nó không mang lại may mắn như chuối, táo, lê, quýt, cam. Lưu ý khi lựa chọn đồ cúng ông táo bằng các loại trái cây cúng ông công, ông táo, bằng trái cây sẽ phù hợp với những gia đình nào quá bận rộn, không có thời gian để chuẩn bị nấu cơm cúng. Khi lựa chọn loại hoa quả để cúng thì bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Có thể cúng mâm ngũ quả hoặc một đĩa hoa quả với một loại quả riêng. Số lượng của các quả trên đĩa phải là số lẻ bởi người xưa quan niệm rằng số lượng lẻ tượng trưng cho cõi âm, hoa quả phải tươi mọng nước, vẻ bề ngoài trơn bóng, màu sắc tươi tắn. Nên chọn hoa quả trước khi cúng 1-2 ngày vì mua quá sớm sẽ khiến cho hoa quả bị héo và không còn đẹp mắt. Quý vị thân mến, lễ cúng ông công ông táo gia chủ cần ghi nhớ những điều kiêng kỵ kể trên để tránh làm kinh động thần linh, kẻo kéo theo xui rủi không đáng có. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.